Chúng ta học tiếp bài mới. Les prépositions de lieu. Préposition là giới từ, lieu là nơi chốn. Préposition de lieu, giới từ chỉ nơi chốn. Chúng ta có dans, dans, ở trong, ở trong. Ví dụ, il est dans la chambre. Cô ta thì ở trong phòng ngủ. Il y a un oiseau dans la cage. Có một chú chim ở trong, trong lòng. Ta clé est dans le tiroir. Chìa khóa của bạn thì ở trong ngăn kéo, ở trong ngăn kéo. Sur là ở trên, ở trên. Les livres sont sur l'étagère. Những quyển sách thì ở trên kệ, ở trên kệ sách. Les livres sont sur l'étagère. Mon ordinateur est sur la table. Máy vi tính của tôi thì ở trên, ở trên bàn. Chúng ta tiếp theo nha các bạn. Chúng ta có su, su là ở dưới, ở dưới các bạn, ở dưới. Le chien est sous le lit. Chú chó thì ở dưới cái giường. Aller sous la pluie. Aller là đi, sous là ở dưới, la pluie là cơn mưa các bạn, trời mưa. Đi dưới cơn mưa, đi dưới trận mưa. Devant là ở trước. Il y a un arbre devant ma maison. Có một cái cây ở trước nhà tôi. Il est devant la poste. Anh ta thì ở trước la poste, là bưu điện các bạn. La poste, bưu điện. Derrière, derrière là ở sau. La fenêtre est derrière le rideau. Cái cửa sổ thì ở sau bức màn, ở sau cái rèm. Nous sommes derrière le mur. Chúng tôi thì ở sau bức tường. Nous sommes derrière le mur. Chúng ta đi đến những giới từ tiếp theo nha các bạn. Chúng ta có giới từ à côté de là kế bên, kế bên. Ma maison est à côté de l'école. Nhà của tôi thì kế bên trường học. Près de, près de, gần. Ma maison est près de l'école. Nhà tôi thì gần trường học. Loin de là xa. Ma maison est loin de l'école. Nhà tôi thì xa trường học. En face de là đối diện. Ma maison est en face de l'école. Ma maison est en face de l'école. Nhà tôi thì đối diện trường, trường học. Các bạn nhìn thấy người đàn ông đang ở trên cao của một chiếc thang. Trong tiếng Pháp chúng ta có câu Il est en haut de l'échelle. En haut de, ở tuốt trên cao, ở trên cao của l'échelle. Échelle là cái thang. Các bạn thấy ngược lại là ở dưới cùng, ở dưới cùng. Trong tiếng Pháp chúng ta nói Il est en bas de l'échelle. Il est en bas de l'échelle. Anh ta thì ở dưới cùng của chiếc thang. Chúng ta cùng đọc lại nha các bạn. À côté de, kế bên. Près de, gần. Loin de, xa. En face de, đối diện. En haut de, ở trên cao. En bas de, ở dưới cùng. Chúng ta đi đến những ví dụ, những giới từ tiếp theo nha các bạn. Các bạn nhìn thấy người đàn ông đang ở bên, bên trái, bên trái của cái cây. Trong tiếng Pháp chúng ta nói ở bên trái như thế nào? Il est à gauche de l'arbre. À gauche de l'arbre. À gauche de, ở bên trái của l'arbre, cái cây. Hình này chúng ta thấy người đàn ông đang ở bên phải của cái cây. Chúng ta nói Il est à droite de l'arbre. À droite, đang ở bên phải của cái cây.
Hình tiếp theo chúng ta thấy người đàn ông đang ở chính giữa, ở giữa hai cây. Chúng ta nói in le entre deux arbres, entre là ở giữa hai vật, ở giữa hai vật. Hình cuối cùng chúng ta có in le parmi les arbres, parmi là ở giữa, nhưng mà ở giữa nhiều vật. Các bạn chú ý, entre ở giữa hai vật, parmi ở giữa nhiều nhiều vật. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Il est à gauche de l'arbre. Il est à droite de l'arbre. Il est entre deux arbres. Il est parmi les arbres. Các bạn, chúng ta cùng nhau học thuộc những trái từ chỉ nơi chốn nha các bạn. Xin kết thúc bài học tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học sau.